Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, cái chủ đề tuổi thọ của con người bao giờ cũng là một chủ đề hot on hot mà hầu hết mọi người đều quan tâm. Đấy. Và trong cái diễn cầm tâm thế thì có một cái bài mà có nêu ra là gì? Cách tính cái tuổi của mình sống được bao lâu, sống lâu mau. Đó. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những điều đó. Thì để tính được cái tuổi thọ của mình bao lâu ấy, thì người ta sẽ dựa vào ba thứ. Thứ nhất, dựa vào tháng sinh. Thứ hai, dựa vào gì? Cái ngũ hành của bản mệnh. Và thứ ba là gì? Dựa vào hai con số đại số và tiểu số để chúng ta thì tính ra được cái tuổi trung bình của một người là bao nhiêu. Trong diễn cầm tâm thế có viết: phàm như muốn coi số sống lâu mau thì phải dùng mạng, rồi nhớ là gì, mẹ sinh vào tháng mấy, rồi coi hàng dưới cái số tháng định là số mấy. Có tiểu số là ít, có tiểu số thì là ít đúng không ạ? Và đại số thì là số nhiều, tức là khoảng giữa này, giữa trong hai khoảng này. Và với cái coi này ấy, thì với những người mà làm những chuyện tốt, làm lành ấy, thì cái số này sẽ được dư ra. Và nếu mình làm những chuyện ác, phàm làm những chuyện ác thì cái số này sẽ bị giảm đi, đúng không ạ? Và cái phép này được gọi là phép tầm số. Với những người làm việc công bằng, công bình, có tánh hiền lành hay cứu rỡ người khác thì được vua Diêm Vương cho thêm cái tuổi. Còn với những người làm lợi cho mình ấy, vừa ý mình để người khác phải chịu hại ấy, và làm nhiều việc ác thì vua Diêm Vương sẽ cắt bớt cái tuổi thọ của những người đó đi. Đó, thì chi tiết như nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta có năm ngũ hành đúng không ạ? Là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Và dựa vào tháng sinh chúng ta có 12 tháng là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Đầu tiên là ví dụ với người mệnh kim. Người mệnh kim ví dụ như những người sinh năm 1984 là Giáp Tý, 1985 là Ất Sửu, 1954 là Giáp Ngọ, 1955 là Ất Mùi, 1962 là Nhâm Dần, 1963 là Quý Mão, hoặc là 1970 là Canh Tuất, 1971 là Tân Hợi, vân vân. Đó. Thì với những người mệnh kim, người có mệnh kim thì sẽ có tiểu số và đại số đúng không ạ? Với những người sinh tháng 1. Với những người sinh tháng 1 thì con số tiểu số là 45, con số đại số là 67, đúng không ạ? Với những người sinh tháng 2 thì con số tiểu số là 68, đại số là 73. Với những người sinh tháng 3 thì con số tiểu số là 27 và đại số là 63. Tức là các bạn sẽ được hưởng thọ trong khoảng từ 27 tuổi đến 63 tuổi. Đó. Và với những người sinh vào tháng 4 thì sẽ là tiểu số là 51 và đại số là 81. Với những người sinh tháng 5 thì tiểu số là 39, đại số là 76. Với những người sinh vào tháng 6 thì tiểu số là 25, đại số là 61. Với những người sinh tháng 7 thì tiểu số là 30 và đại số là 59. Với những người sinh tháng 8 thì tiểu số là 45, đại số là 81. Với những người sinh tháng 9 thì tiểu số là 59 và đại số là 72. Với những người sinh tháng 10 thì tiểu số là 45 và đại số là 66. Với những người sinh tháng 11 thì tiểu số là 35 và đại số là 59. Với những người tháng 12, sinh tháng 12 thì tiểu số là 43 và đại số là 67. Tức là như này, đúng không? Cái tiểu số là cái số mà mình minimum mà mình sẽ được hưởng thọ. Và cái số 76, cái số đại số là cái số mà mình sẽ được hưởng lớn nhất. Tuy nhiên thì ban đầu tôi cũng có nói đúng không ạ? Thì với những người làm ăn ở hiền lương, làm ăn phước thiện hay giúp đỡ người khác thì cái con số này nó cũng sẽ được tăng lên. Và với những người mà gì làm việc ác, làm lợi cho mình, ý mình lớn mà gì làm hại đến người khác thì cũng sẽ thì cái con số này cũng sẽ bị giảm đi. Đó là với người mệnh kim người đầu tiên. Thứ hai chúng ta xét đến người mệnh mộc. Thì người mệnh mộc thì nếu mà sinh vào tháng 1 ấy, thì sống trung bình từ 15 đến 74 tuổi. Những người sinh vào tháng 2 thì sống trung bình là 68 đến 76 tuổi. Những người sinh vào tháng 3 thì sống trung bình từ 39 đến 59 tuổi. Những người sinh vào tháng 4 thì sống trung bình là 25 đến 72 tuổi. Những người sinh vào tháng 5 thì sống trung bình là 36 đến 83 tuổi. Những người sinh vào tháng 6 thì sống trung bình từ 49 đến 82 tuổi. Những người sinh vào tháng 7 thì sống trung bình từ 26 đến 75 tuổi. Những người sinh vào tháng 8 thì sống trung bình từ 61 đến 77 tuổi. Những người sinh vào tháng 9 thì sống trung bình từ 31 đến 73 tuổi. Những người sinh vào tháng 10 thì sống trung bình từ 41 đến 72 tuổi. Những người sinh vào tháng 11 thì sống trung bình từ 32 đến 61 tuổi. Những người sinh vào tháng 12 thì sống trung bình từ 35 đến 76 tuổi. Đó là những người mệnh mộc. Và tiếp theo chúng ta xét đến người mệnh thủy. Người mệnh thủy thì nếu mà những người mệnh thủy mà sinh vào tháng 10, tháng riêng ấy thì sống trung bình từ 56 đến 81 tuổi. Những người sinh vào tháng 2 thì sống trung bình từ 26 đến 72 tuổi. Những người sinh vào tháng 3 thì sống trung bình từ 36 đến 90 tuổi. Những người sinh vào tháng 4 thì sống trung bình từ 45 đến 62 tuổi. Những người mà sinh vào tháng 5 sống trung bình từ 62 đến 75 tuổi. Những người sinh vào tháng 6 thì sống trung bình 46 đến 82 tuổi.
Những người sinh vào tháng 7 thì sống trung bình từ 66 đến 72 tuổi. Những người sinh vào tháng 8 thì sống trung bình từ 49 đến 64 tuổi. Những người sinh vào tháng 9 thì sống trung bình từ 31 đến 73 tuổi. Những người sinh vào tháng 10 thì sống trung bình là từ 35 đến 69 tuổi. Những người sinh vào tháng 11 thì sống trung bình từ 49 đến 81 tuổi. Và những người sinh vào tháng 12 thì sống trung bình từ 36 đến 79 tuổi. Đó là những người mệnh thủy. Thì những người mệnh thủy bao gồm những người sinh năm ví dụ như là Nhâm Tuất, Quý Hợi 1983, 1982 là Nhâm Tuất, 1983 là Quý Hợi, và ví dụ như là những người 1974 là Giáp Dần, 1975 là Ất Mão. Đó, vân vân. Hoặc là gì? Bính Ngọ là 1966, Đinh Mùi là 1967, vân vân. Đấy thì đó là những người mệnh thủy. Tiếp theo chúng ta xét đến người mệnh thứ tư là những người mệnh hỏa. Những người mệnh hỏa ấy, thì bao gồm những người ví dụ như những người sinh năm 1994 là Giáp Tuất, 1995 Ất Hợi, hoặc 1948 Mậu Tý, hoặc là 2008 là Mậu Tý, mà 2009 là Mậu Kỷ Sửu, hoặc là 1949 là Kỷ Sửu, hoặc là Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, đúng không? Hoặc là Giáp Thìn 1964 và Ất Tỵ 1965, hoặc là gì Mậu Ngọ 1978, Kỷ Mùi là 1979, hoặc là Bính Thân 1986 và Đinh Dậu 1957. Đó là những người mệnh hỏa. Thì những người mệnh hỏa thì những người sinh vào tháng riêng sống bình quân từ 49 tuổi đến 79 tuổi. Những người sinh vào tháng 2 thì những người mệnh hỏa nhé, mà sinh vào tháng 2 thì sống bình quân đến 36 đến 72 tuổi. Những người sinh vào tháng 3 thì sống bình quân là từ 13 đến 65 tuổi. Những người sinh vào tháng 4 thì từ 29 đến 59 tuổi. Những người sinh vào tháng 5 từ 28 tuổi đến 64 tuổi. Những người sinh vào tháng 6 từ 51 tuổi đến 96 tuổi. Những người sinh vào tháng 7 từ 29 tuổi đến 59 tuổi. Những người sinh vào tháng 8 từ 16 tuổi đến 26 tuổi. Đó. Những người sinh vào tháng 9 thì từ 23 tuổi đến 87 tuổi. Những người sinh vào tháng 10 thì từ 36 tuổi đến 59 tuổi. Những người sinh vào tháng 11 thì sống từ 20 tuổi đến 71 tuổi. Những người sinh vào tháng 12 thì sống từ 36 tuổi đến 79 tuổi. Đó là với những người mệnh hỏa, đúng không? Tiếp theo chúng ta xem những người mệnh thổ. Những người mệnh thổ thì bao gồm những người nào? Ví dụ như là những người mệnh thổ thì bao gồm những người là sinh năm Bính Tuất 1946 hay là 2006 và Đinh Hợi. Đinh Hợi là 1947, đúng không ạ? Hoặc là gì? Chúng ta có Canh Tý 1960 và gì? Tân Sửu 1961, đúng không ạ? Chúng ta có Mậu Dần 1998 và Kỷ Mão 1999 là những người mệnh thổ. Chúng ta có những người là ví dụ như mệnh tuổi Thìn thì có Bính Thìn và Đinh Tỵ, đúng không ạ? Tuổi Ngọ thì có gì? Canh Ngọ và Tân Mùi. Tuổi Thân thì có là gì? Mậu Thân và Kỷ Dậu, đúng không ạ? Đó là những người mệnh thổ. Thì những người mệnh thổ thì sẽ có cái tuổi thọ như sau. Những người sinh vào tháng riêng là từ 39 tuổi đến 77 tuổi. Những người sinh vào tháng 2 thì từ 47 tuổi đến 59 tuổi. Những người sinh vào tháng 3 thì từ 15 tuổi đến 72 tuổi. Những người sinh vào tháng 4 thì từ 37 tuổi đến 68 tuổi. Những người sinh vào tháng 5 từ 46 tuổi đến 59 tuổi. Những người sinh vào tháng 6 thì từ 59 tuổi đến 67 tuổi. Những người sinh vào tháng 7 thì từ 13 tuổi đến 49 tuổi. Những người sinh vào tháng 8 thì sống từ 51 tuổi đến 66 tuổi. Những người sinh vào tháng 9 thì sống từ 15 tuổi đến 67 tuổi. Những người sinh vào tháng 10 thì sống thọ từ 15 tuổi đến 64 tuổi. Những người sinh vào tháng 11 thì thọ từ 51 tuổi đến 76 tuổi. Và những người sinh vào tháng 12 thì thọ từ 80 tuổi đến 91 tuổi. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về từng mệnh, đúng không? Và tuổi thọ của từng mệnh này tương ứng với từng tháng sinh. Thì qua bảng này chúng ta thấy thì những người mà tuổi thọ thấp nhất là những người sinh năm những người mệnh nào? Chúng ta cùng tìm nhé. Thì ở trong bảng này thì có gì? Có những người mệnh hỏa này. Mệnh hỏa là hưởng thọ từ 16 tuổi đến 26 tuổi là thấp nhất. Tiếp theo là gì? Và những người thượng thọ cao nhất là những người 96 tuổi là những người cũng là người mệnh hỏa sinh vào tháng 6. Đó, thì là ở lên tận 96 tuổi, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có đây có những người mà mệnh thổ sinh vào tháng 12 thì họ thường gọi 91 tuổi này. Những người mệnh thủy mà sinh vào tháng 3 thì cũng rất là thượng thọ. Đó, như vậy là sống trường thọ nhất là có những người sinh năm bao nhiêu? Tháng 12 này, người mệnh thổ tháng 12 này. Người mệnh hỏa tháng 6 này. Người mệnh thủy tháng 3.
Tuy nhiên đây thì như ban đầu tôi đã nói, tôi đã chia sẻ cùng quý vị đúng không? Và trong diễn cầm trong thế cũng nói là tất cả những cái này thì cũng chỉ là một cái con số tương đối. Và còn dựa vào cái phúc phần của chúng ta đúng không? Dựa vào cái công đức của chúng ta làm ra. Nếu mà mọi người làm việc tốt thì vua Dương Vương sẽ cho thêm tuổi. Còn làm hại đến người khác thì cũng sẽ bị gì? Bị trừng phạt và bị cắt giảm bớt. Vậy nên đây chỉ là con số tham khảo để cho quý vị tham khảo thôi. Còn nếu mà quý vị muốn mà mình có tuổi thọ lâu dài thì tốt nhất quý vị nên năng tu phước thiện, tránh giữ làm lành, giúp đỡ những người hoạn nạn khó khăn, hiếu thuận gia chung. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho các bạn về cách là gì? Tính xem mình sống được bao nhiêu tuổi, đúng không? Bằng cái phép tầm số. Cái này là trong cái tài liệu là diễn cần tâm thế thì cũng đã có cái tài liệu này. Nó hình như là bài 20, là bài 321. Cái tài liệu tính toán này ở trong, nằm trong cái tài liệu là diễn cần tâm thế, thì quý vị có thể tham khảo thêm tài liệu đó để biết thêm chi tiết về những cái chọn tuổi vợ chồng. Hoặc là nó có rất nhiều cái phép tính mà rất là hay. Và tôi thấy cái phép này rất là hay và rất là độc đáo, rất là tò mò. Vậy nên tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.